Độc lạ hiếm có, cá nhảy lên giật điện thoại của du khách trên thuyền. Người ta thường chỉ lo bị giật điện thoại khi ở những nơi đông người, lộn xộn và chủ yếu là ở trên mặt đất. Chứ ai mà nghĩ khi ở giữa biển vẫn không tránh khỏi bị giật điện thoại. Nhưng chuyện đó đã xảy ra, khiến không chỉ nạn nhân mà ngay cả người xem cũng ngỡ ngàng không nói nên lời khi một con cá đã nhảy lên giật điện thoại ở Philippines. Sự việc xảy ra ở vùng biển tại tỉnh Leyte. Hôm ấy, cô cha Erso cùng người thân là Neresa Erso Maquilan ngồi trên thuyền trong chuyến đi để tưởng nhớ người bác đã mất. Cô cha và Neresa tạo dáng trên thuyền để chụp ảnh. Lúc ấy cô Neresa cầm điện thoại trong tay, đặt trong lòng mình. Tên cướp có vây và đuôi đã căn đúng khoảnh khắc đó để nhảy lên phá đám, làm hỏng hình ảnh đẹp. Neresa lúc ấy rõ ràng rất lúng túng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Khi kể lại với trang Gem Press, cô cha vẫn rất sốc, chuyện xảy ra bất ngờ đến không thể tin nổi. Cô cho biết, ban đầu, neresa còn tưởng gió cuốn bay điện thoại của mình thật tình cờ là có video nên các cô mới khẳng định đúng là có con cá giật điện thoại sau khi biết neresa bị cá giật điện thoại một người thân đã ngay lập tức mua tặng cô một chiếc điện thoại mới tối muộn hôm ấy khi thủy chiều xuống có người đã nhặt được chiếc điện thoại của neresa khi nó bị sóng đánh giạt vào bờ và nó được đem trả lại cho cô tuy nhiên chiếc điện thoại cũ đã bị hỏng do bị con cá đem xuống nước phải công nhận là tình huống cô neresa gặp phải đúng là chuyện hiếm có